cô giáo vùng cao của các cô giáo trường mầm non Hoa Sơn biểu diễn đã tạm thời khép lại chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Hội cô giáo trường xã Hoa Sơn nhiệm kỳ 2024-2029. Xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.